Truyền tích 27, chuỗi hạt mân côi còn nguyên vẹn sau khi bị hỏa thiêu. Chắc chúng ta ai cũng biết, họ đạo Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương là một họa đạo rất lớn, có đến hơn 10.000 giáo dân. Ở đây có nhiều di tích lịch sử về các thánh tử đạo miền Nam Việt Nam và một nghĩa trang rất rộng lớn, đã chôn cất không biết bao nhiêu là giáo dân, giáo sĩ, thi hài cựu tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cũng đã được an táng tại đây. Sau khi nghĩa trang đô thành bị giải tỏa, giáo dân Lái Thiêu cũng rất ngoan đạo, theo truyền thống xa xưa, cũng như giáo dân vùng Cái Mơn thuộc tỉnh Bến Tre. Tại Lái Thiêu có một bà già rất đạo đức nhưng rất nhà quê, chẳng biết đọc biết viết. Khi đi nhà thờ tham dự thánh lễ, bà chỉ biết làm có hai việc: rước lễ rồi lần hạt mân côi. Bà cứ ngồi lần hạt cho đến khi cha ra làm lễ, thấy người ta lên bàn thờ rước mình thánh, bà cũng lên. Rước lễ xong, bà xuống lại tiếp tục lần chuỗi mân côi. Có người nói với bà: xem lễ là xem lễ, lần hạt là lần hạt, hai việc khác nhau. Nhưng bà chẳng hiểu gì cả, cho nên cứ lấy việc lần chuỗi mân côi làm chính. Ai bảo sao nghe vậy? Bà nói: chỉ có hai vấn đề, sống thì phải ăn uống, còn phần hồn thì phải lần hạt kính Đức Mẹ. Chỉ có vậy. Bà chẳng hiểu giáo lý gì hết. Người ta thấy bà già rồi cũng chẳng muốn cắt nghĩa làm gì để đầu óc bà được thoải mái. Thấy bà bị bệnh nặng, người ta bảo đem đi nhà thương, nhưng bà nhất định không nghe, cứ xin ở lại và chết ở nhà, có hàng xóm lo liệu. Mấy ngày trước khi chết, người ta đến thăm, vẫn thấy bà nằm lần chuỗi mân côi. Họ mời cha đến giải tội, sức dầu để bà được chết lành và ra đi bằng an. Có một điều rất lạ là bà cứ nhắm mắt gần như đang hấp hối, mà tai vẫn lần chuỗi, miệng mấp máy cho đến khi tắt thở, chứng tỏ một sự chết an lành, không hề biết đau đớn. Để lo việc hậu sự, người ta bàn đem chôn ở nghĩa trang nhà xứ. Nhưng khi còn sống, bà đã trói trăng, nếu khi chết xin thiêu xác lấy tro đem vào nhà thờ để, vì bà không có con cháu, lấy ai thăm viếng mồ mả. Người ta đem xác bà đi hỏa thiêu, xác được đặt y nguyên với chuỗi hạt mân côi mà bà vẫn đeo ở cổ. Một sự lạ xảy ra được nhiều chứng kiến. Sau khi hỏa thiêu, xương cốt trái tan tành, khi xúc tro cốt để vào bình thì lạ thay, chuỗi hạt mân côi mà bà vẫn đeo và đọc kinh khi còn sống vẫn được giữ y nguyên. Xin nhớ rằng với sức công suất điện năng rất mạnh, chỉ trong nháy mắt là thân xác xương cốt hoàn toàn tiêu hủy. Thế mà chuỗi hạt mân côi không hề bị hề hấn gì. Đây cũng là một phép lạ hay là một ơn lạ đặc biệt mà Đức Mẹ muốn tỏ cho con cái biết. Sự lần chuỗi mân côi và chuỗi hạt mân côi rất quan trọng đối với chúng ta khi còn sống ở thế gian này là dường nào. Lời bàn: sự lạ mà chuỗi hạt mân côi không bị cháy khi hỏa thiêu, đối với chúng ta là người có đức tin, tin vào quyền phép của Đức Mẹ thì thật dễ hiểu. Nhưng khi đối với người vô thần thì họ bảo có gì mà không hiểu. Chuỗi hạt mân côi làm bằng vật cứng, kim loại thì không thể bị cháy. Sức điện năng 1000W thật gì mà không cháy. Nếu là kim loại thì cũng phải chảy lỏng ra. Đây ta chỉ có thể kết luận, đó là phép lạ do Đức Mẹ ban xuống cho những người có lòng kính mến Đức Mẹ mân côi. Bà già nhà quê rất chân thật, chất phác, không biết gì cả, chỉ biết lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ mà bà vẫn có thể nên thánh. Vì có lần Đức Chúa Giêsu hiện ra với chị Margarita đã nói: con càng kính mến Đức Mẹ cha bao nhiêu thì con càng kính mến cha bấy nhiêu. Tình yêu nhân hậu
Như vậy, bà già khi lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời bà cũng kính Đức Chúa Giêsu nữa. Tạ ơn Chúa.